Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi hoa lá trổ hoa, chào mừng mùa xuân về đến từng nhà. Ủa, chào chú. Chú Quyền à, khỏe không chú? Hôm nay thầy biết đi à? Dạ. Ôi trời, lâu ngày quá Thầy lên tham quan à? ha. Dạ. Chú Quyền biết luôn đó quý vị. Hôm nay thì Văn Thiện đang lên đây để ghé thăm lại chú Quyền. Chú ơi, khỏe không chú? Con khỏe. Dạ. Hôm nay thì từ thời điểm bị dịch đến giờ thì con không ghé được lên chú chơi. Hôm nay con mới ghé chú. Dạ. Bữa giờ thì tình hình sao chú? Chú vẫn khỏe đúng không? Vâng, con vẫn khỏe. Rồi thời điểm dịch đó thì chú ở đâu? Con vẫn ở đây ạ. À, chú vẫn ở đây ha. Vâng. Dạ, nó có gì ăn không chú? Có ai cho chú đồ ăn không? Có ạ, con nó đoạn này được no Dạ. Ui rồi quý vị, hôm nay tóc chú Quyền dài rồi. Vâng. Cái thời điểm lần gần nhất mà Văn Hiền vào thăm chú thì hôm đó chú mới cắt tóc. Đó. Chú có nhớ con không? Có. Có chứ. Vâng. Dạ. Đó. Ở đây thì không khí ở khu mà chú Quyền ở này thì rất là trong lành đó quý vị. Xung quanh đây là những cái hàng cây cây tràm và cũng khá là lớn rồi. Chú ăn uống gì chưa? Hôm nay có lúc đó thì con được ăn bún. Dạ, cháu để Vâng. đồ đây để nói chuyện Vâng. đấy chú ha. Vâng. Dạ. Hôm nay người cho con một ngôi bữa bún. À, hôm nay có người cho chú bún hả? Dạ. Cho con một ngôi bữa bún và đến lúc nữa thì con ấy. À, dạ. Vậy là chú ăn bún rồi đúng không? Vâng. Hồi chiều vẫn đi ra ngoài chợ Phú Sơn đúng không chú? Dạ, con vẫn sáng sáng con mới người đi cơ. À, Vâng. tại vì hồi nãy con cũng ra ngoài quán tạp hóa mà chú hay hay đi mua nước á. À, thì con cũng gặp cô ở đó rồi bảo hôm nay thì chú vẫn vẫn đi ở ngoài đó về. Mà mỗi ngày cũng được hai con bên cơm ý. À, vậy là cũng có người Vâng. cho chú cơm ha. Vâng. Cho con mỗi một ngày hai con bên cơm. Vâng. Dạ. Đó quý vị, chú Vâng. Quyền đây. Hôm nay thì chú Quyền rất là dễ gần rồi nha. À, phía sau mà hai chú cháu đang ở đây là chùa chùa tên gì chú Quyền ha? À, ngôi chùa đấy là chùa chùa Đổi La Giang. À, chùa Đổi La Giang, Vâng, và đúng rồi đó quý thiền vị. viện Phước Sơn. Dạ, đúng rồi quý vị. Phía sau hai chú cháu đang ngồi đây thì là chùa Đổi La Giang. Tên tên thường gọi là chùa Đổi La Giang bởi vì trước đây ở đây là một cái ngọn đồi rất là nhiều cây cây giang đúng không chú ha. À, còn tên của ngôi chùa là Thiền viện Phước Sơn. Dạ. Ăn Tết xong thấy chú Quyền ốm đi ha. Chắc chắc là chú ăn ít đi đúng không? À. Đó, còn Văn Hiền thì mập lên đúng không quý vị? Rồi căn nhà này cái thời gian mà mưa gió thì có sao không chú? Có bị ướt không? Con cũng được ăn ạ. À, Vâng, dạ. con được ăn. Dạ. Đó. À, đó quý vị, cái khu mà chú Quyền đang ở thì hồi trước ở bên cái lán ở bên kia chú ha. Thì bây giờ người ta đào lên hết rồi. Đó. Mà con thấy người ta đào gần đến cái nhà này rồi chú này. Rồi bây giờ có ai nói chú phải chuyển đi đâu không? Có ai Không nói ạ, chú không? không ạ. Đó. Người cho con ở luôn ạ. À, vẫn Vâng. vẫn họ vẫn tạo điều kiện để chú ở đây ha. Vâng, người cho con ở luôn ấy. Dạ. Mà mai sau thì người phải hộ mình. Người phải hộ mình ngôi ngôi bảo tượng Phật. À. Rồi người hộ mình theo 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 vọng thế nào thì người phải nâng mình lên đứng. Dạ. Vâng. Đây này, bởi Người phải vì cứu con mình. thấy là họ đào đến đây rồi. Nếu mà theo như tiến độ này thì chắc Không, đây là là người 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 cho mình ấy, người đổ đất này là người cho họ họ vẫn để lại cái bằng căn nhà này cho chú ở đúng không? bằng Đó. Chú cười cái hai chú cháu chụp hình ấy nhỉ. Đó, một hai. Đó, chú dễ thương quý vị nha. Đó, chú Quyền rất là dễ thương. À, bây giờ thì Văn để thấy chú
gầy đi so với thời gian trước Tết mà Văn Thiện vào ghé thăm chú. Bởi vì hồi nãy thì Văn Thiện ghé quán tạp hóa là cái nơi mà chú Quyền hay mua nước buổi trưa ấy chú. Thì cô có nói là có một thời điểm dịch là 3 tháng ròng rã thì ở những cái quán ở ngoài đường người ta không phép bán, không được phép bán đó quý vị. Thì không biết là chú có đi xin được đồ ăn ở đâu không? Dạ, thì thời gian đó thì họ vẫn cho chú đúng không chú? Là chú vẫn đi ra ngoài hay là chú không đi? Con vẫn đi ạ. Vẫn đi hả? Không sợ dịch à? Không ạ. Sợ Covid không? Không ạ. Chú biết Covid không? Có. Covid mấy ha? Covax à? Covax. Covax cũng không có gì là hãi. Không sợ hả chú? Vâng. Dạ. Rồi chú thời gian ăn Tết như nào chú? Tết thì chú có đi ngoài chợ không hay là có chú? Con vẫn đi ngoài chợ. Có bánh ăn không? Có. Và bánh chưng vừa rồi người là thượng con thượng chuối đến con kính con là được hai ngôi người ta bánh chưng. Được hai người ta bánh chưng mà một bánh tròn là bánh dài. Bánh chưng à. Họ cũng cho chú bánh chưng á. Dạ. Dạ. Đó, ở ngoài chợ Phú Sơn thì chú Quyền thì không có xa lạ đó quý vị. Dạ. Chú hàng ngày chú đi ở ngoài đó. Chú đi ngoài đó đâu phải là chú đi xin đồ ăn đâu. Vâng. Đúng không? Vâng. Chú đi đâu? Con đi lạy Phật. Con đi đọc kinh lạy Phật. Dạ. Vâng. Con đọc kinh về hàng vạn. Dạ. Về hàng vạn mà lại về hàng vạn linh hồn. Dạ. Vâng, tiền hàng vạn linh hồn mà lại về hồn tiền hồn cơ. Mà dạ. Chứ hồn tiền hồn nó mà nặng lắm. Vâng. Rồi chú đi ở ngoài chợ thì bà con ở khu này thì ai cũng biết chú đó quý vị. Bởi vì chú ở đây thì cũng 15 năm rồi. Hồi trước thì chú ở cái lán hoang ở khu bên này. Thì bây giờ khu công nghiệp người ta quy hoạch đang xây dựng đó quý vị. Nên là họ đã dọn đi rồi. Thì hiện tại chú đang chuyển cái căn nhà hoang ở trước mặt đó quý vị. Thì đây là nơi mà chú đang ở bây giờ. Và cái thời gian trước Tết thì cũng đã có một số người dân xuống đây để mà lợp lại cái phần mái ở bên trên, che lại cho chú đó quý vị. Để mà tránh nắng tránh mưa. Thì cái nơi ở hiện tại của chú ở đây thì Văn Điện thấy cũng khá là tốt hơn so với cái nơi ở mà ở bên bãi đất hoang bên kia đó quý vị. Thì rất là ẩm thấp, trời mưa thì chú nằm ở dưới đất thôi. Rất là tội nghiệp. Rồi chú vừa rồi thì hai chú cháu có chụp những tấm hình kỷ niệm quý vị nha. Hôm nay chú rất là dễ gần hơn những cái thời gian trước. Tại sao chú Quyền không thích con hả? Không ạ. Vào đoạn đó là vào lúc mà mình phải hiện nặng đấy thì với hơn nữa là mà cũng vẫn còn hiện nặng đấy, nhưng mà cũng như là thầy thì cũng nên chưa quen đúng không? Chưa quen đúng không? Không như thầy. Chú Quyền là trên mạng là có rất là nhiều người cũng yêu mến chú lắm chú. Dạ, rất là quý chú. Dạ, rất nhiều người cũng thương chú và nhờ con đến đây để mà thăm chú nè, hỏi thăm sức khỏe của chú nè. Dạ. Cho con hỏi chú nha. Dạ. Chú Quyền, nếu mà quê của chú thì quê ở đâu? Còn con thì ngay ngôi quê con từ bé đến lớn thì con ngay ở ngôi quê Bù Chu này thôi. Vâng, hàng ngày thì con vẫn ngựa lên trên này cơ. Dạ. Vâng, hàng ngày con vẫn ngựa trên lên ngôi quê. Chú vẫn đi về Bù Chu hả? Vâng, hàng ngày con vẫn ngựa lên ngôi quê Phú Sơn ấy. Nhưng mà khi bé thì con ngựa trên ngôi quê Bù Chu ấy, nhưng mà đến khi con 18 tuổi thì con ngựa về lên trên này thì con ngựa con làm dậy. Dạ. Và ngôi năm đó thì con ngựa con làm ruộng ngôi vườn thừa. Mà con trồng rau muống rồi mà ngự kính ngôi gia đình người thôi. Thì đến ngày thì con được ngôi gia đình người mà ngự ở trên sư chùa sư thế này này. Thì con cũng mong cậy lắm mà con cũng xin người cho con được hưởng vào sư chùa sư thế này. Yeah. Mà để dâng lên người ngôi gia đình người chứng cho đời mình được trên sư chùa sư thế này.
Dạ. Rồi chú Quyền có cho con hỏi tiếp chú nha. Dạ. Chú Quyền có gia đình đúng không chú? Không ạ, con chỉ có về mẹ cha, nhưng mà mẹ có cha mẹ thôi. Vâng, cha mẹ thì đã mất từ nguyên năm từ tận nguyên năm 1984 cơ. Dạ. Và từ ngôi năm đó thì con mới hạt chuỗi là 16 tuổi thôi. Dạ, nhưng mà chú là... chú Quyền chú có vợ không? Không ạ, có vợ có con không? Không ạ, con không có gia đình ạ. Không có gia đình riêng ha. Vâng, con chỉ có về vọng gia đình mình. Bố mẹ thôi ha. Rồi hai được hai anh hai chị nữa. Vâng. Dạ. Đúng rồi, ăn chùa chú Quyền ơi. Vâng. Bây giờ cũng gần tối rồi, chú Quyền mời con vào nhà chơi đi. Không chẳng có gì nhà à, trong nhà thì con chẳng có bàn, chưa có bàn đâu kìa. À, chưa có bàn thì con vào con đi xem chú vâng, chú ở thôi ha. Vâng, thầy cứ bảo. À, đó quý vị, đây là cái căn nhà hoang, là nơi mà chú Quyền đang sinh sống hiện tại đó quý vị. Đây, Văn Hiền sẽ quay phía trước cho quý vị được xem. Hiện tại thì Văn Hiền đang đi vào thời điểm là buổi chiều, bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi đó quý vị, nên là cái cảnh hoàng hôn phía sau rất là đẹp. Còn ở bên này là khu bãi đất trống hồi xưa chú Quyền ở đó quý vị. Đó, hồi trước thì bên này có một cái lán, nhưng mà bây giờ thì bên khu công nghiệp thì người ta đã quy hoạch đi rồi, và người ta đã đào bới lên rồi đó quý vị. Và bây giờ thì đã đến ngay cái vị trí nhà hoang này rồi, thì Văn Hiền không biết là thời gian sắp tới thì họ có phá bỏ cái căn nhà này hay không, thì thời điểm đó không biết chú sẽ đi đâu nữa, ở đâu nữa. Còn ở phía trước đây chính là Thiền viện Phước Sơn nữa quý vị nhé. Chú ở ngay sau chùa Đồi Lá Giang, Thiền viện Phước Sơn. Rồi chú Quyền, bây giờ con chú dẫn con đi vào thăm nhà chú tí đi nha. Đó. Đó, chú hôm nay rất là dễ thương quý vị nha. Hôm nay thì Văn Đình có chuẩn bị cho chú một ít bánh với đồ ăn. Và bây giờ sẽ theo chú Quyền đi vào căn nhà của chú nha. Đó, hôm nay chú rất là dễ thương. Này, chú mới ghi hả? Vâng. Chú ghi cái này là chữ gì chú ha? Này là Phạm Duy Việt, mà là người đầu, là đúng là Phạm Duy Việt là người đầu đứng biện nhà chùa. Quen nhá. Mà là người Việt Nam tên gọi là người. Rồi chữ gì tiếp theo đây chú? Việt Hoa. Đúng là Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam tên gọi là người. Đúng rồi quý vị. Chú ghi đây là Phạm Duy Việt, Việt Nam tên gọi là người. Đó, chữ của những cái nét chữ của chú ghi cũng rất là đẹp quý vị nha. Là nhưng mà đầu, tại vì chú ghi chữ nó sát nhau nên là con hơi khó dịch một xíu. Là người đầu tiên đứng trên viện giáo hội nhà, đúng là nhà chùa. Dạ. Đây cái khu chú ở đây quý vị. Đó. Chú bài trí rồi chú treo lên. Những cái này thì chú dự định chú treo ở đâu? Này là hôm nào con phải lau dầu lại cơ. Con này phải chú mới sơn mới viết đúng không? Vâng, con được ngôi tam bảo chai dầu rồi là con lau lại hết. Dạ. Rồi bây giờ đi vào nhà chú ha. Vâng, con mua đi vào tranh thủ đi vào nhà, không một lát nữa thì nó tối quá rồi không thấy. Đó. Đây quý vị. Đây căn nhà của chú đây. Thôi quá mệt. Đó, toàn là chai nước không. Đó, chai nước rất là nhiều. Hôm bữa con thấy chú có cái ghế, có cái giường xếp mà. À đây đúng không? Vâng, đây rồi. À đây. Tối chú ngủ đây ha. Được, vâng. Tối chú nằm ở đây đó quý vị. Còn đây là tổng thể của cái căn phòng nơi chú Quyền đang ở đó quý vị. Phía trên này là cái phần mái che. Thì cũng được một số người dân ở đây, người ta đã xuống đây để mà giúp chú làm cái phần mái này đó quý vị. Đó, để mà che nắng che mưa. Đó. Qua đây thì ở bên cái nhà hoang này thì còn tốt hơn ở bên kia rất là nhiều chú ha, sạch sẽ hơn ha. Dạ.
nước của chú còn nhiều đúng không? Hồi nãy con lấy mấy chai nước mà cô bảo là hồi trưa cô mới đưa nước cho chú đâu, là con mua bánh này với các hộp. Chú Quyền này con gửi chú này. Thầy cứ quay đi, cha cứ quay đi. Dạ, bác đang quay. Cha cứ thật. Ôi chú coi cái túi gì đẹp ha. Rồi buổi tối chú lấy cái gì chú thắp? Có cái đèn dầu nữa không? Con nó có, đèn nến nó cũng nhiều mà. Vâng, đèn dầu có nhiều. Có cái đèn nến, đèn dầu nữa. Đó. Chú vé rất là nhiều đó quý vị. Đây. Chú dẫn con đi ra ngoài khu phòng khách ngoài này con. Vâng. Đấy, cái này là phòng ngủ quý vị nha. Còn ở ngoài này là phòng khách. Ồ, bên này cũng chai nước. Chú ơi, mai mốt chú uống nước á. Chú để vào phòng này nè. Thôi chú cứ để đó đi chú. Chú để những chai nước ở đây để mà con rửa bên trong này nữa rồi ạ. Để vào chỗ này chú ngủ cho nó sạch sẽ. Dạ. Ở đây chú chú mua trái cây để phòng này thì chú để làm gì? Phòng này là có để ra mai sau là con lên một ngôi mộ tượng. Cũng như là mình chữa bệnh cho ai ấy, thì mình dùng một ngôi nhà phòng kín mà để mà người lại nhang ấy mà vâng dạ. người lại nhang mà người thần nữ cúng vâng. Đó, chú vé rất là khéo quý vị nhá. Chú vé rất là đẹp, rất là chuẩn. Đó. Còn ngoài này một phòng nữa chú ha. Dạ. Rồi, hôm nay đưa quý vị khán giả đi xem cái căn nhà của chú Quyền luôn quý vị nha. Đó. Ồ. Rất là nhiều chai nước ở đây đó quý vị. Chú uống không hết chú ha, uống không kịp ha. Dạ, phòng này là như thế nào hả chú? Phòng này thì ngôi phòng này là bên ngôi nhà ngoài mà để mình được vui người thế này này, mà nhiều khi trong này người đến mình mà mình cũng được một ngôi gian thế này này, mà người đi lên đi xuống thế này cho người dâng lên người để mà cho người được vui đến mình. Dạ. Vâng. Đó quý vị. Ở đây theo như cái phòng cái nhà cũ của người ta thì đây là phòng khách, thì chú bày dọn rất là nhiều thứ ở đây, đồ ăn, bánh kẹo, trái cây, nước uống, rồi chú làm dựng lên giống như là một khu để mà thờ cúng vậy đó chú ha. Dạ. Rồi chú cháu đi ra ngoài kia chú ha. Dạ, không lo, hôm nay ở đây có chú Quyền rồi. Hôm nay thì Văn Điện cũng rất là vui khi mà chú tiếp đón rất là nồng nhiệt như vậy đó quý vị. Chú ơi, những cái chai nước này này, khi nào mà chú uống xong á, chú bỏ qua bên kia đi. Dạ, con dọn vào. Đúng rồi. Vào, chú dọn vào cái phòng này này. Vâng. Để mà cái khu của chú ngủ á, cho nó sạch sẽ, đỡ ruồi muối. Vâng. Bây giờ tối ngủ có muối nhiều không? Không ạ. Không có ngủ bằng tối. Đó, chú cũng có cái chổi đầy đủ đó luôn. Dạ. Để mà cái nơi chú ngủ á, cho nó sạch sẽ. Còn những cái chai này chú uống hết chú bỏ bên kia. Dạ. Mai mốt gọi bà ve chai vào bán. Dạ. Có tiền luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đi ra ngoài. Dạ. Rồi. Cháu để cái gói phần quà của chú đó chú nha. Dạ. Tối khi nào chú đói nhớ lấy chú ăn nha. Dạ. Dạ. Rồi đây quý vị. Đó, hôm nay thì Văn Điển đã đến ghé thăm chú Quyền cũng là một khoảng thời gian khá là dài rồi, từ cái thời điểm dịch bệnh Covid-19 đó quý vị, thì ở khu vực này đa số là bị phong tỏa hết, việc đi lại thì rất là khó khăn, và thời gian trước Tết thì Văn Hiền cũng không ghé được để mà thăm chú. Thì sau khi mà ăn Tết xong ở quê vào thì hôm nay Văn Hiền mới ghé lại đây để thăm chú, thấy chú còn bình an vô sự như thế này thì Văn Hiền cũng rất là mừng, và mong sao
chú luôn luôn khỏe mạnh như vậy chú nhá. Đó, có đi đâu ra ngoài đường thì cũng cẩn thận xe cộ ha. Rồi, chú Quyền có muốn nói một điều gì đến quý vị khán giả vào cái dịp mà cũng coi như là dịp đầu năm ha. Dạ. Rồi, chú Quyền có chúc quý vị khán giả như thế nào không chú? Đúng là theo dòng mà Phật tượng Đức mà Phật tượng thì con chỉ mong cậy trên Đức Hiển. Vâng, thật là trên Hiển lành là lành Hiển và lành Hiển thôi. Dạ. Mà Hiển Phật Hiển và Phật Hiển. Dạ. Rồi Hiển Hòa Hiển và Hòa Hiển, rồi Hiển Phật Hiển và Phật Hiển. Dạ. Mà thật là hòa bình trên đúng là trên Đức Nhân trên lành Hiển. Dạ. Hòa bình trên Đức Nhân trên lành Hiển. Dạ, vậy là dạ. Chắc con hiểu ý chú là chúc tới tất cả quý vị khán giả ở trong cũng như ngoài nước một năm mới an lành, hạnh phúc, đúng không chú? Dạ. Rồi chú Quyền ơi, cũng tối rồi thì bây giờ con xin phép chú con đi về nha. Rồi chú nghỉ ngơi đi, tí nữa mà đói bụng thì chú lấy bánh con mới đưa chú ăn nha. Hôm nay vui không chú Quyền? Vui không? Dạ, còn vui ạ. Dạ, vui ha. Luôn luôn vui vẻ như vậy để tinh thần mình thật tốt chú nha. Dạ. Rồi, con chào chú. Bye bye chú. Chú bye bye cái nè. Dạ, chú dễ thương quá. Dạ. Đó quý vị. Chú Quyền bây giờ vẫn... Văn Hiền chuẩn bị đi về rồi nhưng chú Quyền vẫn lưu luyến đó quý vị. Rất là thương chú. Dạ. Chú ơi, giữ gìn sức khỏe chú nha. Hôm sau con lại đến thăm chú tiếp, chú cháu mình lại nói chuyện tiếp chú ha. Hôm sau đến thì con hát cho chú Quyền nghe luôn. Nếu mà chú Quyền có thuộc bài hát nào thì chú hát tặng con nhá. Chú Quyền hát được không? Có thuộc bài hát nào không? Đó lấy giọng mà. Mùa xuân này về trên quê ta. Khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi hoa lá chỗ hoa, chào mừng mùa xuân về đến từng nhà. Vừa rồi chú hát một bài hát về nhạc xuân luôn đó quý vị. Đó, một bài hát về nhạc xuân năm mới. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, đó hôm sau đến, hôm nay tối quá rồi, hôm sau trời sáng thì đến chú cháu mình hát hò giao lưu văn nghệ chú nha. Dạ, bây giờ tạm biệt ha. Chú vẫy tay tạm biệt quý vị khán giả nào. Dạ. Rồi, chú vào nhà đi chú nha. Dạ, con đi về. Dạ, dạ. Đó, thương quá quý vị. Văn Hiền chào rồi nhưng mà lúc mà Văn Hiền đi ra lấy xe để về thì chú Quyền đi theo phía sau đó quý vị. Đó. Và bây giờ thì Văn Hiền cũng xin kết thúc video này tại đây. Văn Hiền cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành cùng những câu chuyện mà Văn Hiền đăng tải lên. Nhân dịp một mùa xuân mới thì Văn Hiền xin kính chúc tất cả quý cô chú, quý anh chị, các bạn trong nước và ngoài nước một lời chúc sức khỏe, bình an, một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc quý vị nhé. Bây giờ thì Văn Hiền xin chào và hẹn gặp lại ạ.